Các bạn học ở đây nè. Các bạn vào W3 School. Bạn học JavaScript. Chọn JavaScript các bạn học DOM nè. À, HTML DOM. Đó. Các bạn xem tài liệu đây. Đúng không ạ? Tài liệu đây. Cái này là reference. Cái này là reference. Tham chiếu. À, còn các bạn muốn mà tìm hiểu về DOM thì các bạn xuống đây. Ta có là HTML DOM. Đó, BOM. Đúng không ạ? DOM. Cái okay, introduction. DOM. Document Object Model. Được chưa? Đấy, tài liệu nó nằm ở đây. À, coi thêm. Thì cái DOM. Cái này tôi thôi ha. Cái giới thiệu về DOM. Đó là cấu trúc DOM, thuộc tính của nốt, đối phó các trình duyệt. Thì cái DOM là viết tắt của Document Object Model. Đó, được định nghĩa bởi W3C. Đúng không? Nó giúp các bạn có thể là truy cập nè, thao tác nè với cái document tài liệu, cái HTML á, document là cái doc á, HTML hay XML bằng ngôn ngữ lập trình. Thì XML thì có cái XML DOM, HTML thì có HTML DOM. XML thì là ta truy xuất kiểu khác. Nhưng mà XML bây giờ ta không ta không có ấy nữa. Ta không có, người ta không có làm nhiều nữa, cho nên các bạn thấy là bây giờ ít được nhắc đến. Trước đây là XML là cái ngôn ngữ mà được gọi là ngôn ngữ mà bá chủ thế giới, ghê không? Mà ngôn ngữ dữ liệu á, ngôn ngữ để các bạn truy xuất dữ liệu, để lưu trữ dữ liệu. Ok. Rồi. Thì cái định nghĩa của DOM nè, các bạn đọc nè. Document Object Model nó là một cái platform hay là một cái language neutral interface, à, mà tức là nó là một cái nền tảng đó, hay là một cái ngôn ngữ mà neutral là như kiểu là cái gì nhỉ, từ neutral là cái tắt của cái từ gì nhỉ, neutral các bạn. Cái này là trung tính, trung gian, trung tâm, trung gian, trung lập, trung tính, trung gian. Đấy, thì nó giúp cho các bạn có thể là gì ạ, cho phép chương trình và cái script nó được truy xuất động, đúng không ạ, tức là được truy xuất một cách động, dynamic, và được có thể cập nhật, là được truy xuất nào và cập nhật một cách là dynamic, đúng không ạ, được truy xuất và cập nhật nội dung động, đúng không ạ. À, rồi cấu trúc và style. Đó, cả cấu trúc và cái set S của document luôn. Đó, thế nó bao gồm nè. Nó bao gồm nè. Content nè, struct nè và style nè. Thì được truy xuất và cập nhật một cách là linh hoạt, một cách động á, dynamic á. Đúng không ạ? Đấy. Nghĩa là cái dùng cái ngôn ngữ DOM này, các bạn có thể truy xuất và update lên nội dung, lên cấu trúc và lên kiểu dáng, lên style của cái các cái thành phần trên HTML. Đấy. Ok. DOM nó chia thành 3 mức: Core DOM, XML DOM và HTML DOM. Đấy, với Core DOM thì nó áp dụng cho tất cả mọi cái chuẩn. Riêng XML thì áp dụng riêng XML, HTML thì áp dụng riêng HTML. HTML DOM thì nó là gồm các cái object, ta gọi là document object mà. Nó là các object, nó gồm đối tượng là cái object, thuộc tính là property của đối tượng và phương thức để truy xuất là method. Đấy.
cứ định nghĩa đối tượng nó bao gồm thuộc tính và phương thức. Đây. Rồi. HTML chuẩn để lấy thay đổi thêm sửa xóa thành phần HTML. Node. Tất cả các thành phần trong HTML thì được gọi là node. À, toàn bộ tài liệu thì được gọi là document node. Thẻ được gọi là element node. Cái text các bạn gõ được gọi là text node. Thuộc tính thì được gọi là attribute node. Và comment thì được gọi là comment node. Đấy. Giả sử ta có một trang HTML như thế này. À, giả sử ta có một cái trang HTML này thì toàn bộ document này được gọi là document node. Ví dụ ở đây ta có là cái thẻ là H1 Hello World. Thì cái H1 là được gọi là element node. Chữ Hello World được gọi là text node. Cái này được gọi là comment node. Đây được gọi là comment node. Và nếu các bạn để cái này style color red thì cái style này nè được gọi là attribute node. Cái style này được gọi là attribute node. Đấy. Ok. Giả sử trong một trang HTML như này, đúng không? Ta có là thẻ HTML nè, là một node. Đấy, cái node là node document, là node cha, node gốc. Đấy, thì cái này thẻ HTML được gọi là node gốc. Trong đó thì thẻ head là con của HTML. À, nó có hai thẻ con, hai nốt con là con trực tiếp của nó là head và body. Head và body là con trực tiếp. Còn title là con trực tiếp của head, P là con của body. Thì cái nốt nó tổ chức ở dạng cấu trúc cây, gọi là cây. Nốt gốc thì không có cha mà có con. Còn nốt lá, ví dụ hai này nốt lá thì có không có con, text node có con nhưng không có có cha nhưng không có con, ví dụ như vậy. Nó là cái lá rồi. Đây. Ok. Thì nó tổ chức ở dạng cây. Đây. Thì dạng cây, nốt này là những cái nốt này là nốt lá, nốt lá là nốt mà không có cái phần đuôi của nó nữa. Thì đây có root node là gốc, lá và cái này là thân. Phần trung gian. Đúng không ạ? Nhánh. Ok. Đây. Quan hệ giữa các nốt thì có quan hệ cha con, parent, children và anh em sibling. Đây. Một cha thì có nhiều con nhưng một con chỉ thuộc một cha thôi. Đúng không? Những cái nốt mà cung cấp thì được gọi là sibling. Nốt đầu tiên gọi là root nốt. À. Nốt root chỉ có rút nó đâu của cha đâu. Một nốt có thể nhiều nốt con hoặc không có nốt con nào, ví dụ nốt lá là không có nốt con. À, nốt rút thì không có cha, còn lại tất cả các nốt chỉ có một cha thôi. Nốt lá ta gọi là leaf là không có nốt con. Nốt anh em là cung cấp hay là còn gọi là cùng cha trực tiếp á, gọi là sibling. Đó. Ok. Đấy, ví dụ như vậy. Có con cả, con út là first child và last child. Đúng không ạ? Tức ở giữa người ta không có quan tâm. Sibling, next sibling, người ta kiểm tra. Nhưng mà trong để có nhiều nốt thì người ta phân biệt được cái nốt đầu tiên gọi là first child và nốt cuối cùng là last child. Đấy, thuộc tính và phương thức cho các cái nốt để hỗ trợ việc các bạn lập trình truy xuất tới các nốt nó dễ hơn. Này, truy cập đến các nốt, thêm nốt cho nốt cha, thêm nốt con cho nốt khác, xóa một nốt đi, thêm attribute vân vân.
thì ta dùng các cái phương thức để các bạn truy xuất ha. Giả sử các bạn có một cái đối tượng là một cái nốt bất kỳ nào đó, thì các bạn có thể ghi một cái văn bản, một cái HTML lên cái nốt đó. Có thể là tức là lấy giá trị chứ. Hai là có thể lấy được cái nốt name, cái này là thuộc tính nha. Nốt name có thể lấy được giá trị của nốt là nốt value, có thể được bốt nốt đó là kiểu gì, nốt child, có biết được cha của nốt này là ai, parent, có thể được child nốt nó trả về một mảng ha. Đây nè, cách các bạn học nè, nếu như các bạn mà thấy khi trong cái giá trị này nè, trong cái tên này này có chữ s thì nó trả về mảng. Nếu x chấm child nốt mà các bạn thấy có chữ s này, có nghĩa là cái giá trị sau khi các bạn chấm cái này nó trả về một mảng. Tương tự như attribute, attribute mà có chữ s này có thể trả về các cái nốt của thuộc tính, nốt attribute của thuộc tính x thì cứ có chữ s là nó trả về mảng. Đấy là cách để nhận biết nha, cách để nhận biết đây. Còn mấy cái này là trả về giá trị đơn, các bạn thấy không có chữ s. Ok, đấy, giả sử như trường hợp này, xin thưa các bạn là cái demo này nó bị lỗi. Kết quả nó không có lỗi mà kết quả này nó không có đúng như trong cái này. Kết quả nếu các bạn gói này nó sẽ ra một cái khác, hiểu không ạ? Thì đúng ra là các bạn gõ xong các bạn làm tôi mới giải thích cho các bạn á, nhưng bây giờ không có demo được thì cô sẽ giải thích cái trường hợp này. Cái này nó là cũng kiến thức mà tôi mắc cười lắm, ngày xưa mà tôi làm JavaScript á thì sao nó ô sao kỳ vậy, sao sai, tôi phải đi tìm tìm hiểu lý do vì sao nó sai hay là đi kiếm, thì cũng đọc document thì nó sẽ cũng chỉ cho các bạn. Thì ta sẽ nói, tí nữa tôi sẽ nói cái này xong, tí nữa cô sẽ làm cái demo này tôi chỉ luôn. Đấy. Rồi nó một số cái thuộc tính quan trọng như là nốt name, nốt value và nốt type. Thì nốt name thì của nốt nào nó trả về giá trị gì? Nếu nốt name của một thẻ thì nó trả về tên thẻ. Nốt name của thuộc tính nó trả về tên thuộc tính. Nốt name của text nó trả về text. Nốt name của document nó trả về cái này, hai cái chữ này nè. Đó, document. Rồi, node value nếu mà trả giá trị của thẻ nó không có, nó trả về null. Nếu giá trị của attribute thì nó trả về cái thuộc tính của attribute, cái giá trị value của attribute. Nếu href thì nó trả về cái đường dẫn ở trong href. Nếu mà node là của text thì trả về văn bản. Rồi node type nếu là kiểu là thẻ nó trả về 1, attribute trả về 2, text trả về 3 và comment trả 8, document trả về 9. Đấy, nó có cái nốt giá trị của nốt tai. Đây. Đây. Thuộc tính HTML, ok. Rồi bây giờ ta để cái phương thức đã nha. Bỏ qua demo thì nữa tôi demo ha. Đây, bây giờ ta đã truy xuất tới phương thức của nốt nè. Ok. Thì x là đối tượng thì ta có là get element, bỏ cái x đi ha, document đi. Get element by id thì nó trả về là cái đối tượng mà có ID được xác định. Element by tag name các bạn nhìn thấy nha. Element, cái chữ element này không có chữ S. Thì với ID, tại vì ID nó không trùng mà thì nó luôn trả về một giá trị. Nhưng tag name, tên thẻ thì trùng nhiều lắm, nhiều thẻ P. Một document thì nó nhiều thẻ P, nhiều thẻ H, một nhiều thẻ input chẳng hạn. Thì các bạn thấy nó trả về một mảng. Và ở đây chỗ ngay chỗ element nó có chữ s nè, thấy không, chữ s nè. Rồi có class name cũng trả có chữ s mảng, tức là tất cả các phương thức truy xuất tới đối tượng, lấy đối tượng ra thì chỉ có cái phương thức là get element by id nó trả về một đối tượng, một một giá trị. Còn nếu mà các bạn dùng các cái cách khác thì nó trả về là mảng các giá trị. Rồi một số phương thức khác như append child, nối thêm con vào, remove child xóa, thêm thì thêm vào cuối, xóa thì xóa cũng ở cuối. Get element by id, element by tag name, by name, by tag name, by class name có luôn. Đúng không? Okay. Rồi. Bây giờ cách ta làm việc như sau. Cô này. Quay lại cái cây một cái. Quay lại cây này cái. Trước khi demo cô sẽ giảng lại cây này một tí cho dễ, để demo dễ nha. Ok. Đâu. Đây.
click chuột phải. Bút của cô đâu nhỉ? Edit slide. Phải. Đây, pointer này, pen. Pen. Đây, bút. Đây. Cô giải thích các bạn nhé, cái này nè là cái root element, root gốc đúng không? Rồi các bạn nhìn là bây giờ là cách các bạn làm việc tới cái document này nè. Đúng không? Cách các bạn làm việc tới cái document này ta sẽ làm sao? Bây giờ ta sẽ làm như này nè. Giả sử như bây giờ các bạn muốn tác động vào thẻ A. Đấy, các bạn muốn tác động vào thẻ A. Các bạn muốn tác động vào thẻ này. Được chưa? Thì các bạn sẽ dùng cái phương thức là document.getElement. Element gì đó, by ID, by tag name element. Thì nếu như nó các bạn muốn lấy một thẻ duy nhất thì tốt nhất nha là các bạn đặt cái ID cho nó và lấy bằng ID để nó trả về một thẻ. Còn nó có một thẻ mà các bạn lại get by tag name nữa thì các bạn lại mất công là truy xuất, nó lại phải truy xuất bằng mảng. Kể cả các bạn có một thẻ mà các bạn select bằng tag name nó cũng trả về mạng. Hai thẻ nó trả về mạng, một thẻ nó cũng trả về mạng. Bởi vậy nếu như các bạn mà muốn truy xuất vào một đối tượng duy nhất thì cách tốt nhất là các bạn nên là truy xuất bằng cái ID. Ok. Truy xuất bằng get element by ID. Nó trả về một giá trị thôi. Mà nó trả về một thì ta sẽ dễ làm việc hơn. Rồi. Khi các bạn biết được một đối tượng đấy rồi, nghĩa là ta lấy ra rồi, anh này có rồi, thì ta có thể làm như sau. Ta có thể biết được nó có thuộc tính gì. À, ta có thể biết cái tag của nó trong là cái gì. À, ta có thể xét được thuộc tính như nó, tức là thay đổi cái đường dẫn của nó. Ví dụ href của tôi mà bằng ví google.com.vn, tôi có thể đổi ra một cái địa chỉ khác. À, tôi có thể biết cha nó là ai. Dựa vào cái phương thức là parent node, lấy cái nốt cha của nó là ai. Đấy, tôi get được cái nốt cha. Tức là bây giờ là tôi có một nốt bất kỳ, tôi có thể lấy được nốt cha của nó, tôi có thể lấy được nốt con. Tôi có thể thêm thuộc tính, sửa thuộc tính, tôi có thể set CSS. Tôi có thể thêm nút con, có thể xóa nút con, thêm thuộc tính, xóa thuộc tính. Tôi có thể nối con vào, đúng không? Rồi vân vân. Tôi có thể lấy được con, cháu, chắc. Nói chung là tôi có thể làm được tất cả mọi thứ khi tôi biết được một nốt bất kỳ. Ok? Đấy, rồi. Cái gì? Có ai hỏi gì tôi mà? Discard. Đây, gì mà tinh tinh quá trời vậy? Có ai hỏi gì thì các bạn la lớn nha. Rồi. Vậy thì ta là sao đây? Khi các bạn biết một cái nốt bất kỳ thì các bạn có thể truy xuất từ các cái nốt khác. Ha. Đấy, cực kỳ dễ. Rồi. Bây giờ tôi sẽ demo nốt một chút và giải thích các code ha. Đây. Cô demo đúng cái bài này và cô giải thích bài này luôn.
và giải thích vì sao nó lỗi, à, không có đúng kết quả đây ha. Đây nè, deep thẻ, cái này ID là D Hoa, ID D Hoa. Trong cái deep này các bạn thấy là có hai cái thẻ là P và hai cái thẻ P để hoa hồng và hoa lan ha. P hoa hồng, P hoa lan. Rồi. Ok. Ai ai làm gì mà tinh tinh quá. Rồi ta viết script để ta truy xuất. À, script. Ta này, ta dùng cái get element by đi thì tôi lấy đối tượng là thẻ deep nè. Tức là tôi đang ở thẻ deep. Đúng không? Đây. À, và p hoa gắn bằng document đây, tôi giải thích nha. Các bạn có get element by ID, nó trả về một đối tượng. Tất cả những cái còn lại là nó trả về mảng hết, có chữ S này các bạn. By tag name NS là namespace. Cái này các bạn không có dùng từ namespace cho nên các bạn sẽ không biết nó. Tên thẻ, tên, tức là name á. Tên class, class name. Cái này là tôi để là gì đấy ạ? D hoa. À, tôi lấy được đối tượng như thế này thì tôi đã lấy được thẻ deep. Tức là ta truy xuất được cái thẻ deep mà có cái ID là D hoa. Ok, được chưa? Đó. Bây giờ ta làm cái gì bây giờ? Một là in ra. À, cái nốt của cái thẻ hóa là nốt gì? Ta thấy là nốt deep là đúng rồi nè. Tên nốt nè, deep đúng rồi nè. Document.write. Đó. Cái này ta nói là tên nốt cộng p hoa chấm nốt name. Nó là thuộc tính. Thì thuộc tính thì không có dấu mốc tròn, phương thức không mới có. Rồi. À, ta lấy cái node value. Thẻ mà ra node value thì ra null đúng rồi. À, thẻ element node mà ra cái node value là chắc chắn là null. Value. Rồi lấy cái gì nữa? À, lấy node cha của nó. Parent node, node cha và node name. Anh này thẻ deep thì cha của thẻ deep là body. Đúng không? À, cái này là chấm parent node. Parent node, node cha, node name thì chắc chắn nó sẽ ra là body, đúng rồi. Rồi nhìn nha, node đầu, node con đầu tiên là p hoa chấm first child chấm inner text. À, node con đầu tiên, cái này là tên node, đây là giá trị của node. Cái này là tên của nút cha. Cái này là các bạn lấy first child là nốt con đầu tiên. Nốt con đầu tiên. Ta có p hoa chấm first child. À, first child chấm nút name. Rồi bây giờ từ cái này cô sẽ demo nè. Ok. Để cái thẻ xuống dòng. I don't know. Ủa? I don't know. Mình không biết luôn. Đi gì chạy. Đấy, chạy ha.
Nốt con đầu tiên là text note, nhìn nha. Ta xem là cái bài này. Nốt con đầu tiên là hoa hồng. Thầy sai chưa ạ? Thầy sai chưa ạ? Không đúng đúng không? Tại sao nó là text note mà không phải là chữ hoa hồng? Đâu phải chữ hoa hồng. Đúng không? Rồi. Nói nốt con thứ hai là hoa lan. Trật. Chai nốt 0. Chai nốt 1. Nốt con thứ hai. Nốt con thứ hai ra hoa lan là đâu cũng đúng, ra hoa hồng. Lấy chữ này nè. Đây ở đây nó sai rồi, sai trầm trọng luôn nè. Đây cô sẽ đây chị nha, chị sai à. Nốt con thứ hai. Là cái P hoa chai nốt 1. Đây. Chai nốt 1. Chấm. Chai nốt là con của ông chai nốt 1. Chai nốt là con của ông nữa. Là con đầu tiên. Không. Rồi nốt value. Nốt value. Được chưa? Nó ra gì? F5. Cái này mới ra hoa hồng nè. Rồi, cô sẽ giải thích như các bạn như thế này nhé. Tại sao nó sai? Tại sao nó không đúng? Tại sao nó ra hoa lan? Đây. Thứ nhất là cái này để mà ra nốt con đầu tiên ra hoa hồng là đã thấy sai rồi đó. Cái câu lệnh bản thân truy xuất này nó sẽ sai rồi. Tại vì câu lệnh truy xuất này, cái câu lệnh truy xuất là first child inner text. Lấy cái inner text, đúng rồi, quên xin lỗi. Lấy cái inner text, nhầm. Thêm cái inner text nữa. Tức là ta có hai cách để lấy cái inner text của nó. Đâu rồi? Quên. Không phải lấy nốt name mà lấy cái inner text. N text. Ok. Nó sẽ ra null. Undefined. Đấy. Tại sao ra undefined? Bản thân nó là text rồi. Bản thân nó là text rồi. Đúng không ạ? Rồi bây giờ cô sẽ giải thích nè. Tại sao code này không có đúng. Code này mà nó ra cái kết quả này là không có đúng. Giải thích như sau. Bây giờ để giải thích được trường hợp này, các bạn vẽ cái cây này ra nè. Vẽ cái cây này ra nè. Ok. Được chưa? Ta sẽ có là cái deep là nốt nốt đầu. Trừ cái phẩy phần ngoài rìa đấy, cô bắt đầu từ deep thôi. Từ deep thôi, tôi sẽ vẽ như sau. Tôi sẽ vẽ như sau. Vào pen đi ha. Vào pen cô vẽ cho dễ. Đấy. Đầu tiên cái nốt này là cái nốt này nè. Cái nốt này là tôi có deep D hoa. Cô viết này để các bạn biết là nó có đang dùng cái deep. Rồi con của nó sẽ là thẻ P đúng không? Con trực tiếp của nó thì P nè. Thẻ P. Và con của thẻ P sẽ là hoa hồng. Tương tự bên này sẽ có con là thẻ P nữa. Con của thẻ P này là hoa lan. Đúng ạ. Thì ta nối cái nốt này. Có phải cái này là con của cái này? Cái này con của cái này. Đúng chưa? Cái này là con của cái này. Cái này con của cái này.
đúng không? Thì có đúng là first chai, nếu đúng ra là first chai có đầu tiên của ông này sẽ là ông này đúng không? À, sẽ là ông này, đúng chưa? Nhưng mà không đúng các bạn. À, đáng lẽ các bạn sẽ hình dung là cái con đầu tiên của ông này sẽ là ông này. Con đầu tiên của ông Deep Hoa là ông này, được chưa? Con thứ hai là ông này, được chưa? À, nhưng mà sai. Vấn đề là sai. Sai ở chỗ này nè. Ở đây nếu các bạn mà tính ra, các bạn xuất ra nó phải là mấy nốt con ạ? À? Đê Hoa nó có 1 nốt con, 2 nốt con, 3 nốt con, 4 nốt con. Nó phải có 4 cái nốt con lận. À, nhưng mà sai luôn. Bây giờ ta sẽ xem nè. Trong cái lý thuyết thì với một cái thẻ deep, với cái thẻ deep nha, thẻ deep thôi ha, thì nó sẽ ngoài mấy cái nốt mà trong nó có một cái nốt khác nữa. Cây này là cái tech note. À, nó có một cái nốt khác là cái tech note. Đây, tech note này là nốt con đầu tiên của thẻ deep. Mà tech note này không có một cái gì hết, không có nội dung luôn, không có giá trị luôn. Hiểu không ạ? Không có giá trị luôn. Đấy. Và tech note này không được định nghĩa luôn, nhưng nó vẫn có tồn tại một cái tech note nữa. Rồi, vậy là nếu như đúng theo lý thuyết nó có tech note nữa thì nó sẽ có 5 cái nốt con, 1 2 3 4 5. Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn nè, cô sẽ demo nè. Bây giờ các bạn chỉ cần xuất ra màn hình xem. À, alert xem nó có bao nhiêu. Đây, document.write. À, có bao nhiêu cái nốt thanh, còn có số lượng nốt. Đây. À, số nốt con. Số lượng nốt con. Ta lấy parent, lấy được cái này là chai nốt. Chai nốt chấm len. À, là các bạn biết ngay là nó có bao nhiêu cái nốt con. Cháy nha. Có 5 nốt con đúng không? Đây. Có 5 nốt con. Nhưng nếu các bạn mà làm mà thấy giống trong này thì các bạn thấy là nếu như các bạn không biết được là trong thẻ deep nó có một cái nốt tech nữa thì các bạn chỉ biết là nó chỉ có 4 nốt thôi. Nó chỉ có 4 nốt thôi. Thấy chưa? Thấy vấn đề ở đây chưa? Đấy, vì cái lỗi này mà tôi đi mò quá trời lâu lắm rồi cái này, nhưng cái tôi vẫn để cái demo này. Thực ra là cô nói lại sao cái chọn hoa hồng với hoa lan nó là có bốn nốt được cô? Có phải thẻ P là con của deep hoa hồng? Đúng rồi. Hoa hồng là con của deep P đúng không? Được. Thì nó là con của deep hoa luôn. Nốt con luôn, nốt con nha, nốt con. À. À, nghĩa là P là một nốt, còn hoa hồng và dưới kia là một nốt nữa. Thế là tính vào đây là hai nốt. Đúng rồi, đúng rồi. Hoa hồng là tech nốt nha. Còn thẻ P là element nốt nha. Hiểu không? Dạ vâng. Vâng, hiểu rồi. À, nhưng lấy cái này nó ra lại con nó khác nè. Nếu lấy children nó khác ạ. Lấy nốt chai nốt nó khác, mà bây giờ lấy children nó khác nè. Đây, cái này nó hay lắm. À, đây là chia rừng nó trả về con trực tiếp nè. Con trực tiếp. Là cái này là chai đấy. Chứ không phải nốt nha, chai. Con trực tiếp. Lấy con trực tiếp đi. Lấy chia rừng. Chia rừng. Nó trả về là 2. Con trực tiếp nó trả về 2, nó không lấy cái tech này. Nốt là nó tính nốt là khác ạ. À. Mà tính con là khác ạ. À. Tính nốt là tech nốt nó cũng là một cái nốt, mà tính nốt thì deep nó lại có một cái tech nốt nữa. À. Chạy nha, chai nó có 2 con rồi các bạn. 2 cái thẻ P. Khi nó tính chai chia rần thì nó tính 2 thẻ P, tức là con trực tiếp của nó. Thẻ P. Đây. Và hoa hồng là con của thẻ P, tức là thẻ P có một cái con là hoa hồng. Hiểu không ạ? Đây.
Nhưng mà đến thể P thì người ta không tính trên rừng nữa. Tại vì trên rừng nó phải tính trên element. Nó không tách nốt, nó không tính. Chưa rừng tách nó lại không tính là chưa rừng. Trai. Hiểu hiểu không? À, nếu các bạn lấy ra chưa rừng thì là khác. Đấy, phân biệt giữa hai anh này. Chưa rừng và trai nốt. Thành ra là sau này cô làm á, cô hay dùng cái chưa rừng hơn là trai nốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái chưa rừng nó lấy đúng cái thẻ mình muốn. Lấy thẻ mình muốn xong mình truy xuất vào thẻ con nữa thì là mình tiếp tính tiếp chưa rừng. Còn lấy nốt là các bạn dễ bị mơ hồ. Rồi, bây giờ nè, ta lấy thứ từ các nốt ha. Thứ từ các nốt cho các bạn coi nè, các ta dùng vòng lặp ha. For và y gán bằng không, y nhỏ hơn cái p hoa chấm chai nốt chấm len y cộng cộng, ta xuất ra document chấm write cái chai nốt nốt name document.write document.write rồi ở đây các bạn document.write là nốt của ta là ví dụ như là nốt nốt cộng y cộng đấy hai chấm bằng cái này là nốt name cộng với p hoa chấm chia rần chai nốt y chấm nốt nêm đó cộng với xuống dòng nữa đấy cô xuất ra nốt nêm của từng cái này để các bạn biết nha là nốt không thì nó là nốt nêm gì đúng không. Đầu tiên là tốt tách nốt nè, sau đến thẻ P nè, đến hoa hồng nè, đến thẻ P là đến hoa hoa lan. Vậy nếu mà lấy hoa hồng thì nó sẽ là nốt 1, nếu muốn lấy hoa lan thì nó nốt 3. À tức là nên lấy inner tag của hoa hồng thì ra nốt 1, nếu inner tag của hoa lan thì nó cái ra được hoa lan thì nó là nốt 3. Đấy, nó sẽ là như này. Nốt nó được tính như này. Nốt 0. Cái này sẽ là nốt không nốt 1 nốt 2 đây là chỉ số index nha nốt 3 và cái này là nốt 4 hiểu không ạ 0 1 2 3 4 nó tính nốt theo kiểu như vậy hiểu chưa hiểu chưa đấy nó duyệt hết cái nốt này sao nó duyệt hết cái này đấy các bạn có thể thử ở trong một cái tình huống nó cấp nó nhiều cấp trong cái thẻ P nó có mấy thẻ nữa hoặc trong thẻ thẻ P thẻ deep nó lại có deep long nữa ví dụ như vậy ok hay là có một thẻ khác nữa ok đấy các bạn có thể test cái này rồi vậy thì ta muốn xuất ra giống như ca trong cái hình này hoa hồng nốt đầu tiên hoa hồng nốt thứ hai hoa lan thì ta sẽ làm như thế này. Các bạn nhìn thấy nè, nếu muốn ở đây là hoa hồng là inner text thì ta không phải là first child mà sẽ là child note 1. Child note 1 thì nó mới ra hoa hồng. Còn mà first child nó sẽ là một cái text note. Đây nè. Child note 1 chỗ này nó sẽ phải ra hoa hồng thì nó là ra child note 1. Còn nếu muốn lấy child note 2 nếu muốn lấy hoa lan thì cái này đổi số 1 thành số 3. Và chai nốt đầu tiên của thẻ P là cái text note chấm value thì đúng rồi. Đây. Đây, muốn lấy hoa hồng hoa lan thì ta phải đổi.
Ok, hiểu không ạ? Đấy, thì cái này là cô phải giải thích. Và cái này cô cố tình luôn nha. Cái này nè, tại sao cô không muốn muốn đổi cái demo này? Ha, khi các bạn học từ một cái sai á, thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn, nhớ lâu hơn. Cho nên là tôi thường tôi cho các bạn làm cái này trước. Xong rồi các bạn nói, ô sai rồi cô, cái này không có đúng ở trong kết quả, trong bài, tại sao vậy? Các bạn sẽ đặt câu hỏi. Các bạn sẽ đặt câu hỏi, nó kỳ quá, sao không giống? Khi để giải thích các bạn mới nhớ. Còn bữa nãy bây giờ tôi đổi sang một cái demo khác á, là thì cứ demo chạy thôi, demo rồi chạy thôi, và các bạn không để ý, không để ý. Mà thậm chí đôi khi người demo người ta cũng không để ý để mà giải thích đâu. Ví dụ bây giờ nó không sai đúng không, cô có thể có demo thôi, không sai thôi, cứ demo cho nó chạy. À, nhưng mà cô lại không có demo, không không có giải thích sâu như lúc nãy, như lúc nãy. Ok, thì vì nó sai cho nên nó bắt buộc phải giải thích sâu. À, cho nên chỗ này là cô vẫn phải để cái demo đây. Thực ra cái slide này có cũng tương đối lâu rồi, à, nó phải dày được mấy năm rồi, nhưng mà cô vẫn để cái demo này. À, đó có lý do của cô tại sao cô vẫn để cái demo này mà cô không 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 đổi lại. Ok, à, cô ơi sao sai mà vẫn đưa lên được, để học từ cái sai. Ok, thay đổi vị trí, đổi lại cái inner text thôi thành hoa phượng vĩ. Nếu cái số 1 thì nó sẽ đổi cái chữ hoa hồng. Đấy, inner text đổi lại thì nó sẽ đổi thôi ha. Đấy, ok, thay inner text thì chỗ này nó đổi theo chưa. Có ai, ai hỏi gì la lớn nha, giống như bạn Phương nha, chat cô không có nhìn được ha. Ví dụ ta có là p hoa chấm nốt chai nốt, hoặc là phớt, à không, chai nốt, chai nốt, một chấm inner text đổi lại thành hoa phượng vĩ chẳng hạn, hoa cẩm tú cầu chẳng hạn, thích cẩm tú cầu, thì cái hoa hồng này sẽ đổi thành cẩm tú cầu, vậy thôi, được chưa? Rồi tiếp. Đấy, vậy vấn đề ở chỗ là gì? Khi tôi có thể, khi cô có thể truy xuất được một cái đối tượng bất kỳ, một cái thẻ bất kỳ ở trên một cái document, thì tôi có thể lấy được nút cha, nút con, có thể thay đổi bất kỳ cái gì. Tôi có thể thậm chí thêm CSS vào đây các bạn. Đây, có thể thậm chí thêm CSS rồi chấm style vào đây nữa. Đây, ví dụ như là p hoa chấm style, à, chấm border bằng thin solid solid red đấy. Ok, chạy. Đấy, có thể thay đổi style, thay đổi được background, thay đổi được color đó. Ok, CSS nha. Rồi tiếp. À, rồi đấy các bạn, cái này làm nét element thì node value của nó là null nào, thì đúng rồi đúng không? Đó, cái này coi là cái này. Ok, thuộc tính inner HTML, nó ta có hai cái thuộc tính, đó là inner HTML và inner text. Inner text, thẻ mà liên quan đến paragraph thì ta dùng inner text, tại vì thông thường trong thẻ đấy nó sẽ thường chứa text nhiều. À, nhưng mà nó cũng có thể chứa HTML. Thì lưu ý như này, nếu là inner text nó sẽ hiểu là text, còn inner HTML thì nó đọc cái dữ liệu trong chuỗi này nè, nó hiểu theo định dạng của HTML. Cô lấy ví dụ như trong thẻ P, trong thẻ P này cô để là inner là hoa hồng, inner text là hoa hồng, thì nó hiểu là inner text. Nhưng mà cô giả sử trong thẻ P cô để cái input, à, ví dụ type bằng ví dụ như là text, value bằng hello world, hiểu vậy. À, thì nó in ra đúng cái chuỗi này luôn, in ra đúng cái chuỗi này luôn, in ra đúng cái chuỗi là input text hello world đấy. Nhưng nếu ở đây cô thay bằng cái inner HTML,
Đấy, nó thay một index.html. Thì ở đấy nó sẽ hiểu là thẻ. Nó hiểu là thẻ. Được chưa? Đấy, phân biệt giữa inner text và inner HTML. Ok. Đấy, dễ hiểu ha. Rồi. Cái bài nhấn về hình ảnh thì ok. Đấy, demo này demo dễ, các bạn về coi slide tự làm được thôi. Tôi lấy được một nốt bất kỳ, một cái thẻ bất kỳ, tôi mới gán cái trong cái nốt đó. Cái nốt tôi là thẻ deep. Trong cái thẻ deep đấy tôi thêm cái gì đấy ạ? À, cái hình vào đấy thì nó sẽ chèn vào trong thẻ deep này là một cái thẻ image. Đấy, vậy thôi. Rồi. Phương thức rồi, ok, get. Dễ. Đó, truy cập bằng bài đi, bài thạc lên bài. Thì tất cả những cái này biến là các bạn trả về nốt thì nó sẽ truy xuất như khi nãy giờ ta làm. Đó, chỉ có điều cái này các bạn trả về mảng. Thì phải muốn lấy một cái nốt của nó ta phải truy xuất bằng phương thức là lấy của mảng. Nghĩa là phải có chỉ số để lấy từng phân tử một. Ok. Get element by ID. Chữ gì kỳ quá. Đây. Lấy ra cái href của nó. Node. Được chưa? Link node. Lấy được cái link node ID nè. Link node lấy được cái href. Ok. Rồi. Giả sử đoàn mã nó viết lại. Tại sao không hiển thị lên hộp thoại? Ai giải thích được cái lỗi này không? La lớn cái nhà, ai giải thích được cái lỗi tại sao cái hộp thoại này không được hiển thị không? Nếu mà viết thế này thì hiển thị. Viết thế này thì hiển thị, mà viết như này thì lại không hiển thị. Các bạn thấy hai cái code này nó khác nhau gì ạ? Hai code này nó khác nhau gì ạ? Tại vì chưa có HTML, nó chưa chạy trước. À, đúng rồi. Tức là cái trên này á, thì thẻ link nó viết trên cái thẻ cái JavaScript. Còn cái này là JavaScript viết trên và thẻ viết dưới. Thì theo cái nguyên tắc chạy của code, thì code nó chạy từ trên xuống dưới. Thì khi nó chạy đến cái script này, nó đọc đến cái link node bằng get element by id link, thì nó chưa duyệt tới cái này, thì cái id link này chưa có, id link này chưa có thì nó bảo là nó không tìm thấy, undefined, nó không tìm thấy, nó bảo lỗi. Bởi vậy cô mới giải thích các bạn như này, tại sao code JavaScript các bạn nên để ở cuối là vì vậy, nên để ở cuối. À, để khi các bạn duyệt từ trên xuống dưới thì cái document này đã duyệt xong rồi, nó sẽ tránh được cái lỗi như này. Đấy. Và bây giờ ta quay lại ta giải thích code HTML này. À, quên code JavaScript nha. Các bạn nhìn cái đống code này, nhìn nào. Đây. Nếu cái code này mà cô để lên trên cái này là nó lỗi ngay. À. Cái lỗi ngay. Control nick lỗi. Lỗi chắc luôn. Được chưa? À, ta thường nói là code JavaScript của bạn để đâu cũng được, để trên, để dưới, để giữa các thứ đều được. À, nhưng trong trường hợp này nó sẽ bị lỗi ngay. Và báo lỗi các bạn nhấn F12, các bạn sẽ thấy nó báo lỗi ở đây. Nó báo lỗi là node name này là null, tức là không tìm thấy. À, nó không thể đọc cái node name của một cái đối tượng là null. À, đây nè. Nhìn ha. Đây, ví dụ nút name thì ở trong này nó trả về cái p hoa là null, cho nên là cái nút name này chấm là thuộc tính của null là nó không có cho phép. P hoa tại sao null? Bởi vì cái này nó không trả về gì cả, không trả, cái này không có thì cái p hoa này null. Khi p hoa null thì cái này chấm này nó bảo lỗi ngay ở dòng này, đúng không ạ? Đấy, giải pháp của ta là để về cuối, đúng không ạ? Giải pháp rồi. Có một cách khác, các bạn để đâu cũng được. Để đâu cũng được. À, các bạn để đâu cũng được, nhưng các bạn sẽ xử lý như sau. Các bạn cho cái code này vào cái hàm. Tất cả code này các bạn cho vào cái hàm window.onload. Vâng. Function. Đấy. Cho tất cả vào cái hàm. Đấy.
cho tất cả một cái hàm, chày là hết lỗi. Ủa, khoan, khoan, sao bảo lỗi function? À khoan khoan, từ từ, no, tôi viết nhầm, cô viết nhầm ha. Đấy, on node để một cái function trong này. Xin lỗi, viết hơi nhầm xíu. Từ từ. Window.onload. Ủa, biết giờ lại bị sai rồi. Rồi ok. Hoa hồng tôi đâu? Đây hoa hồng đây. Đấy. Ủa cái hoa hồng hoa lan cô đâu mất tiêu rồi? Ủa cái chữ hoa hồng hoa lan cô đâu rồi? Ấy ấy. À rồi rồi rồi, nó đè. Cái document.write này nó đè lên cái chữ đấy. Rồi, bây giờ tại sao cái này nó... khoan. Sao đè được ta? Cái code này nó kỳ quan. Window.onload bằng function. Ấy. Script. Deep đê hoa, hoa hồng. Element rồi rồi nó bị đè luôn cái thằng kia rồi. Ok, nó bị đè luôn cái thằng kia rồi. Đây cái thằng document.write nó đè luôn cái thằng này rồi. Ok, nhưng mà nó này, trong cái tình huống này nó sẽ không lỗi là như này các bạn nè. Trong cái tình huống này nó không lỗi là do như này nè. Cái hàm window.onload này nó sẽ chạy, nó sẽ đảm bảo rằng là cả cái window, cả cái document này nó chạy hết rồi. Đúng không ạ? Nó chạy xong thì cái function này, cái code ở trong này nó mới được chạy. Đúng không ạ? Tức là các bạn để trong function thì các bạn đặt cái code này ở đâu cũng được. Xin lỗi, copy cả script ha. Đấy, bỏ ra ngoài cái body đi ha. Đây. Ok. Đấy. Thì nó đảm bảo là cái cả window nó chạy xong, load xong thì cái hàm này nó mới được chạy. Thì nó tránh được cái lỗi đó. Đúng không? Nó tránh được cái lỗi đó. À, nhưng mà tốt nhất là để ngoài, để sau cùng, để sau cùng. Ok. Rồi tình huống thứ hai, các bạn không để cái skip ở đâu cũng được. Đó là trường hợp các bạn viết trong cái function bất kỳ. Function ABC gì đó. Thì đặt ở đâu cũng được. Thì thông thường cái function này nè, nó sẽ được gọi khi nào các bạn gọi ở phía dưới này. Thì khi các bạn gọi nó thì cái đối tượng trong này thì nó đã được duyệt xong hết rồi. Xong hết rồi, các bạn click vào sự kiện thì các bạn mới gọi. Cho nên là cái function này nó luôn luôn không bị lỗi. Cho nên khi các bạn viết function, các bạn gọi lại á, thì đặt cái function đấy ở đâu cũng được, không có care. Không có care. Được chưa? Đấy, lưu ý cái điểm đó cho cô. Và tốt nhất là để ở cuối. Nói gì thì nói, tốt nhất là để ở cuối nhá. Được chưa? Đấy, cái document này, cái function này, khi nó load xong, nó ghi ra thì những cái thông tin này nè, nó override, nó ghi đè lên các cái document của tôi rồi. Cho nên nó đè mất cái dữ liệu. Đè mất cái dữ liệu. Rồi, xóa cái này đi ha. Rồi, đó là giải thích cái tình huống là tại sao code các bạn nó bị lỗi ha. Tại sao code mà khi các bạn để cái JavaScript ở trên mà các bạn để cái code HTML ở dưới, tại sao nó lỗi, là tình huống như vậy. Ok. Rồi tiếp. À,
Rồi, giải thích là thông dịch đúng không? Dịch từ trên xuống dưới. Ok. Rồi. Cái này là dự đoán kết quả của cái bài này. Là node bằng element link. Link node function check hash red. Check đặt on load đấy. Cái chỗ mà on load khi nãy cô để á thì nó giống như khi nãy. Là window.on load nó gọi tới cái anh này nè. Cái sự kiện on load này nè. Đấy, sự kiện on load này. Thì khi sự kiện này nó duyệt xong thì cái này nó hết lỗi. Đúng không ạ? Đó. Mô hình DOM. Đó, có thể sử dụng theo name, tag name đều được ha. Có thể truy xuất với set s style cái này cô nói rồi các bạn nè. Ok. Điều hướng thông qua các nốt nè. Đó, lấy qua tên nốt, tên thẻ cũng được luôn. Tên bây giờ tôi muốn lấy cái thẻ, tất cả thẻ P thì lấy tag name thì nó sẽ trả về mạng. Được chưa? Rồi. Đấy, có thể xem cấu trúc ở trong cái book. Đúng không? Okay. First element child mới ra rồi đi. Ok. Rồi. Xong. Tôi những cái quan trọng thì cô đã giải thích rồi. Bây giờ việc là các bạn phải làm có cái append child là nối con. Đấy. Tí demo. Ok. Thuộc tính cho node element set set attribute. Đó. Thông tin browser navigator. Cái này là bom. Cái này là bom ha. Navigation là bom. Sử dụng cách thử. Okay. Có hỗ trợ phương thức gì, cái này là test cho các cái đấy. Đối mặt với các browser cũ. Các browser cũ thì tình huống này là các bạn nó liên quan đến các version của JavaScript. Bữa trước các bạn cô có nói đến cái xử lý sự kiện nói sau đi ha. Rồi. Bữa trước là ta sẽ có nói đến cái chuyện cái version ha. Version. Version W3 school. Đây các bạn, cô nói một chút về cái chỗ version JavaScript. Gần hết giờ rồi lè dữ gì. Các bạn coi cho cô cái chữ version này nè. Đây, JS version. Đây. Đây, bây giờ hiện tại là đã có đến version 2018, 2018, 2019. Thì cái mà được support nhiều nhất bây giờ là vẫn là 2015. Đúng không ạ? Là nó đang được thịnh hành nhất. Bởi cái này thì các bạn lưu ý cho cô này như nào. Thì nó sẽ mô tả là mỗi cái version nó cập nhật mới so với version cũ thì như thế nào. Đây. Ở đây nha. Các browser support nè. Liên quan đến bài browser á. Browser support nè. Nếu như cái version mà đâu, version S5 thì cái Chrome bản 23 là support, Firefox bản 21 là support, iOS 9 trở lên support, iOS 10, Safari 6 và Opera 5 là support. Và cái date của nó bắt đầu support là bắt đầu từ năm 2012, 13, 11, 2012, 2012, 2013, tức là những năm gần đây. Đúng không ạ? Cách đây khoảng 7-8 năm. Ok. À thì những cái web mà thiết kế mà thời 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 cũ. Ok thì vẫn chạy, nhưng mà thiết kế mới mà cho những cái version cũ trước là không chạy nha. Ok. Rồi. Bản S6 nè. Chrome 51. Firefox phải đời mới, đời mới. Và bắt đầu là những cái đời mới bây giờ 2016, 2017. Đúng không? S7. S7 thì bây giờ chưa thịnh hành nha. Là Chrome và Opera thôi, kể cả Firefox chứ cũng chưa được support luôn. Đây. Ok, bắt đầu bản 2016 thì Chrome
Chrome là được support tốt nhất. Đấy, 2016 ta chưa nói đến các cái version 2017, 2018. Cho nên nó ra thì ra, những cái này có thể ra, nhưng mà vẫn chưa được, chưa được người ta lập trình nhiều đâu, chưa làm, bởi vì những cái trình duyệt này nó chưa support. Mà đã chưa support thì làm sao chạy được, đúng không ạ? Đấy à, cho nên là các bạn phải lưu ý khi các dùng cái bản các cái version, thì hiện tại đang thịnh hành nhất vẫn là version E6. Thì E6 thì nó từng này trình duyệt support và các version về version đời mới. Còn cái này thì nó sẽ nhiều hơn một chút. Các bạn thấy IE nè, IE là cập nhật chậm nhất nè. Bây giờ chả ai dùng nó, giờ dùng Chrome thôi, đúng không ạ? Firefox. Ok, lưu ý cho cô cái chỗ mà các bạn, để các bạn đáp ứng các cái trình duyệt á, thì các bạn phải xem nó sẽ các trình duyệt nó support như nào. Lý do là cái JavaScript nó là độc lập, đúng không? Bây giờ khi các bạn trình duyệt nó phát triển thì nó phải có các cái engine để nó đọc được, nó gọi là các cái engine á, các bạn, nó cơ chế, như kiểu cái machine á, cái cơ chế để nó duyệt, nó xử, nó render, nó đọc ra. Thì trong cái cơ chế đấy nó có trong mấy cái engine đấy, nó sẽ có các cái nó người ta sẽ lập trình cho bạn có thể hiểu được, đọc được các cái version nào. Đấy, nó cập nhật thì nó sẽ cho phép các bạn cập nhật đời mới, còn không thì các bạn phải chịu thôi. Đấy, những cái trình duyệt cũ thì các bạn phải hạ cái version của JavaScript xuống. Còn mà lập trình JavaScript thuần á thì khi nào cũng chạy, tức là bởi vì nó cũ quá rồi, những cái mà đang lập trình các bạn á, những cái này là cái cũ, cái cách khai báo function này là đời cũ ha. Còn ví dụ như function đời mới các bạn cũng rõ rồi đúng không? Như cái này móc nhọn đấy, cái này là function đời mới kiểu như vậy. À, thì cái này mà S6 thì version cũ browser nó không chạy đấy. Đấy, cho nên là tại sao này vẫn học mới nhưng cũng phải học cũ. Ok, được chưa? Đó là lý do. Rồi à, lab nè, lab lab 5 lab 4 đôm CSS xây dựng trang web cho đặt mua với số lượng nhập thư bàn phím, ví dụ như 3 iPhone 3 9 ra tiền đúng không? Đó, ví dụ như là cái này là dữ liệu là price đúng không? Là lấy giá label iPhone 9, ta có giá ở trong label rồi, đúng không? ID Pro product, cái này là số lượng. Ok, à, ta nhấn OK thì ta lấy được cái giá, ta nhân với số lượng thì ra được cái này thôi, đúng không? Nhớ ép kiểu nhá. Cái này lấy thuộc tính và giá trị thuộc tính là ra hả? Có ID rồi, có ID rồi thì lấy được thuộc tính và lấy được value của nó, lấy được node value của nó, đúng không? Ok, rồi dễ. Label pro quantity, lấy name, tên, lấy amount, span đâu, span lấy nào, span đây để gán giá trị vào. Cái này các bạn tự làm đi nhá, nó dễ, và không, nếu không làm được thì cô sẽ demo thôi, tại vì cô không demo trước là các bạn không có nhớ đâu. Bài 2 có hướng dẫn cụ thể rồi ha. Bán hàng à, cái bài này là cái bài lab cũ, có mấy bạn làm xong rồi đó, thanh đại gì đó đúng không? Ok rồi, tiếp. Yeah cho script bao hàm tính tổng để tính tổng cái giỏ hàng. Rồi. Yeah, xong luôn. Tích tắc game. Tích tắc châu game. Game này là nó chứa giải thuật nha. Nó có giải thuật trong đấy đấy. À, làm được bài này là xong là ok. Đấy, làm đi bài này. Bài này nó chứa giải thuật trong đấy.
Đấy, làm cái bài này hay lắm. Nếu mà bấm lung tung á thì nó dễ, nhưng mà khi gợi ý bấm, gợi ý cái bấm chỗ nào, các bạn bấm thì nó, hai người cùng bấm thì nó dễ, nhưng bây giờ một người bấm và một người, một cái máy nó phải tự xuất ra cái đối diện của nó. Thì khi xuất ra thì các bạn phải, nếu nó thông minh á thì nó sẽ, tức là nó xuất ra nó có giống như người đánh, nhưng mà nếu nó không thông minh mà xuất ra ngẫu nhiên thì vô nghĩa, hiểu không? Ví dụ cô đánh đến cái dấu sao, bây giờ cái này màu vàng là của cái máy, thì máy nó sẽ hiển thị ở đâu đấy xung quanh này nè, chứ nó không nên hiển thị một cái đâu đó phía ngoài, hiểu không? Ví dụ cái này tôi có khoảng 50 ô, 50 ô tôi đánh ở giữa cái, thì ông kia ông hiển thị gần cạnh tôi đánh thêm cái nó hiển thị đâu đó xung quanh, còn nó không phải là hiển thị đâu đó ngoài 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 đường này, ngoài phía ngoài, hiểu không ạ? Thì cái đấy mới là thông minh, được chưa? Ok. Đây, còn lượt trắng này, ô nên vàng là vô hiệu hóa nút để không được click này. Rồi thì chơi thỏa mãn điều kiện thì nó sẽ, đấy, code như này, code thì có rồi. Còn khi các bạn viết thì các bạn phải quan tâm như cô đến cái giải thuật nữa. Được chưa? Ok. Rồi, làm game này nhá, giải thưởng cho game này là tự làm chứ đừng gửi nha. Đấy. Làm được có cộng điểm đúng không? Có chứ. Cộng điểm Cộng chứ. vô đáp là sao rồi? Cộng với xi măng luôn chứ. Nhưng mà phải tự mình làm là một, không nhờ người khác làm là hai. Thứ hai nữa là các bạn thảo luận tham khảo trên mạng cũng được, nhưng mà phải viết lại. Đánh với người đúng không? Hả? Người đánh với người. Không, người đánh với người có gì đâu nói. Cười gì? Người đi máy phích vài phích không ra. Phải người, người đánh với máy, chứ còn người mà đánh với người thì không có gì để nói. Ok. Người Rồi. đánh với máy giờ phải có ai nữa cô, Có ai? Máy chứ có ai? ai thì máy phải dùng AI hả? Thì viết code cho sinh ra chứ. Máy Nói là căng không, nha. máy là các bạn phải viết code cho nó sinh ra chứ, máy máy đâu có biết gì đâu, máy đâu có biết gì Dùng đâu. trí không để dùng có thể tạo trí thông minh cho máy hơi căng. Căng gì, trí thông minh của máy là trí thông minh các bạn chứ, máy làm gì có trí thông minh. Nếu nói giờ chưa tạo ra cái này nhưng hơi sẽ hơi khó khăn đấy. Ai sáng hả? Dạ Sáng hả? đã làm bàn trên áo mà trên web chưa làm thử App làm là càng khó. một Rồi. web thấy khó.